cô giáo bắt cả lớp, tát bạn 231 cái, khiến nạn nhân nhập viện. Chỉ vì học sinh lỡ nói tục trên sân trường, đội cờ đỏ nghe thấy và ghi lại. Giáo viên chủ nhiệm, lớp 62, trường trung học cơ sở Duy Ninh, xã Duy Ninh, huyện Tân Ninh, tỉnh Quảng Bình, đã bắt các bạn trong lớp tát học sinh này, khiến cháu nhập viện và chưa thể đến trường. Tát nhẹ là bị tát lại. Sự việc diễn ra vào ngày 19 tháng 11 vừa qua. Cô giáo T, chủ nhiệm lớp 62, trường trung học cơ sở, xã Duy Ninh, đã bắt toàn thể lớp tát học sinh N, nhằm phạt vì em nói tục, làm mất phong trào thi đua của lớp. Theo em N tường thuật, em bị cô giáo phạt với hình phạt, bắt các bạn tát vào má. Lớp 62 có 27 em, có 3 bạn bị phạt, vì quên vở học tập về nhà lấy, không thực hiện việc tát vào má, còn lại 24 bạn. Thì 23 bạn, mỗi bạn phải tát vào má N, mỗi em 10 cái. Em N cho biết, cô giáo T quy định, bạn nào tát nhẹ, thì tát lại 10 cái. Nên bạn nào cũng tát em, rất mạnh tay giữa lớp, khiến N khóc nức nở, nhưng vẫn không được tha. Trong đó có một em bà con. Với N tát nhẹ, bị phát hiện phải thực hiện tát lại, thật mạnh, nếu không bị phạt ngược 10 cái tát. Sau khi trở về nhà, N bị sưng hai má, nóng ran, khó ăn uống, nên người nhà đưa em nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Dinh 10 của huyện Quảng Ninh. Đến sáng ngày 23 tháng 11, em được ra viện, ngồi ở nhà không dám đi học vì tâm lý chưa thể ổn định. Em nhớ lại, khi các bạn tát mạnh, em đau quá, đã buột mồm văng tục, cô giáo T đứng cạnh, vung tay tát một cái cuối cùng, thành 231 cái tát. Nhà trường báo cáo sai sự thật. Làm việc với hiệu trưởng, trường trung học cơ sở Duy Ninh, bà Phạm Thị Lệ Anh cho biết, trường đã bắt cô T viết tường trình. Sắp tới sẽ họp để có hình thức kiểm điểm, và thông tin thêm là gia đình đã có thỏa thuận không khiếu kiện, khiếu nại gì. Tuy nhiên khi tiếp xúc với phụ huynh học sinh, bà Trần Thị Trước, mẹ em N khẳng định, gia đình hoàn toàn không có cam kết nào, mà đang chờ hành động của cô giáo T, thành thực với gia đình, động viên học sinh. Mấy ngày em nằm viện, cô T cứ gặp tôi xin bỏ qua, mà không đến nhìn mặt, động viên em lần nào, bà Trước nói. Trong biên bản, lập ngày 21 tháng 11, về việc giáo dục đạo đức học sinh của giáo viên chủ nhiệm lớp 62 với em N, hội trưởng hội cha mẹ học sinh, ông Lê Hữu Phước nhấn mạnh, hành động của cô giáo T là sai phạm. Vi phạm tư cách đạo đức nghề giáo, cần nghiêm túc nhận lỗi, sửa sai, xin lỗi học sinh. Đề nghị nhà trường có biện pháp nghiêm khắc xử lý sai phạm của cô T về phía gia đình, tạo điều kiện tốt nhất về mặt tâm lý, động viên để em N sớm trở lại trường học. Biên bản này cũng thể hiện quan điểm, phụ huynh học sinh, đề nghị cô T thành khẩn, nhận rõ mọi việc mình làm. Trong khi đó, hiệu trưởng nhà trường phân đua, vì áp lực thi đua do đội. Đội quy định nếu lớp học, có em học sinh nói tục, là bị trừ 5 điểm. Nên đã tạo áp lực cho giáo viên chủ nhiệm. Vì muốn lớp tiến bộ, nên cô T đã có biện pháp, giáo dục học sinh, nhưng biện pháp của cô đưa ra không đúng. Mong phụ huynh thông cảm. Trên thực tế, trước đây cô T từng dạy ở trường trung học cơ sở một xã biển, cùng huyện Quảng Ninh. Cũng có biện pháp quá mạnh tay, cũng khiến phụ huynh bức xúc. Ông Đỗ Ngọc Sơn, bí thư đảng ủy xã Duy Ninh cho biết, chiều ngày 23 tháng 11, địa phương đã cử đại diện xã đến thăm hỏi gia đình em N, động viên em tiếp tục đến trường, yên tâm học hành. Đối với cô T, địa phương sẽ có biện pháp kiểm điểm kỷ luật thích đáng với hành vi phi giáo dục này. Còn ông Nguyễn Trung Đông, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh thì cho biết, hiện ông không hay biết gì về chuyện này. Một giảng viên đại học lừa tên hàng loạt phụ nữ có nhiều con rơi. Mặc dù Thịnh đã có vợ, hai con hợp pháp, sinh sống tại phường 1 thành phố Bạc Liêu, nhưng đã sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức để lừa sống chung như vợ chồng với nhiều phụ nữ, vi phạm luật hôn nhân gia đình. Ngày 22 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Thịnh, 42 tuổi, tiến sĩ, nguyên giảng viên khoa sư phạm, trường Đại học Bạc Liêu, về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, mặc dù Thịnh đang có vợ, hai con hợp pháp và sinh sống tại phường 1 thành phố Bạc Liêu, nhưng đã sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức để lừa sống chung như vợ chồng với nhiều phụ nữ, vi phạm luật hôn nhân gia đình. Đặc biệt, tháng 4 năm 2016, tại tỉnh Đồng Tháp, Thịnh thuê người làm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giả để lừa dối, chung sống như vợ chồng và có một con chung với chị DTMNL, 36 tuổi, công chức tại Đồng Tháp. Trong quá trình chung sống, chị L phát hiện Thịnh lừa tình, lừa tiền,
có hành vi làm giả giấy tờ nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bạc Liêu. Qua điều tra, ngày 2 tháng 8 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bạc Liêu khởi tố bị can đối với Thịnh. Cũng theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2011, Thịnh được bạn bè giới thiệu nên biết chị NTBT 30 tuổi ở huyện Cái Nước, Cà Mau. Trong thời gian này, Thịnh thường tâm sự là còn độc thân nên chị T tin tưởng chung sống với Thịnh như vợ chồng. Khoảng tháng 4 năm 2011, hai người tổ chức đám cưới tại nhà chị T theo phong tục tập quán truyền thống. Sau đám cưới, gia đình chị T yêu cầu Thịnh phải đi đăng ký kết hôn. Thịnh đã nhờ Trần Thanh Bảo chạy xe ôm ở thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, làm giả giấy chứng nhận độc thân với giá 2 triệu đồng. Ngày 21 tháng 6 năm 2011, Thịnh sử dụng giấy chứng nhận độc thân giả cùng với chị T đến xã Phú Hưng, huyện Cái Nước đăng ký kết hôn và sau đó đăng ký khai sinh cho con. Ngày 19 tháng 12 năm 2011, chị T sinh một con trai. Trong thời gian chung sống, chị T phát hiện Thịnh chung sống như vợ chồng với chị T, CG, 28 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, Cà Mau nên quyết định ly hôn. Sau đó, Thịnh chung sống như vợ chồng với chị Dơ tại phường 7, thành phố Bạc Liêu và có một con gái sinh ngày 6 tháng 12 năm 2014. Khi chị Dơ phát hiện Thịnh đã có gia đình hợp pháp thì chủ động chia tay. Phan Văn Vĩnh xin ngành công an và nhân dân tha thứ. Chiều nay 23 tháng 11, phiên tòa xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ liên quan đến hai cựu tướng công an tiếp tục với phần tranh luận. Theo đó, mở đầu phiên tòa chiều nay, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh tiếp tục được hội đồng xét xử mời lên buộc khai báo để tự bào chữa cho mình. Tại buộc khai báo, bị cáo Phan Văn Vĩnh nói sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát tranh luận với các luật sư về những vấn đề, những sai phạm mà tôi đã mắc phải, tất cả các ý kiến này đều hoàn toàn chính xác. Tiếp đó, bị cáo Phan Văn Vĩnh xin được trình bày thêm về tội danh của mình. Bị cáo Vĩnh cho rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được bản chất sai phạm. Theo bị cáo Vĩnh, từ khi khởi tố vụ án bắt tạm giam bị can, ngay từ buổi đầu tiên bị cáo đã trình bày quan điểm như Viện Kiểm sát vừa nêu. Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng tiếp tục cho rằng sau khi tiếp cận hồ sơ và tài liệu đã nhận ngay thấy lỗ hổng và khe hở bắt đầu từ quyết định 1155, quyết định cho phép CMC triển khai kế hoạch xây dựng mô hình cổng trò chơi trên mạng có tích hợp mạng xã hội trực tuyến, cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo hoặc ví điện tử do công ty CNC phát hành. Bị cáo Phan Văn Vĩnh nói, ở đây tôi đã vi phạm luật với công văn 1155 về hình thức đề xuất phục vụ cho yêu cầu nghiệp vụ, nhưng quan trọng hơn là đề xuất xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về an ninh mạng. Lấy một phần cơ bản từ hoạt động thử nghiệm và thí điểm này, ở chỗ này tôi xác định có yếu tố trái công vụ vượt quá quyền hạn của mình khi tôi chưa được lãnh đạo cho phép. Ngoài ra, bị cáo Phan Văn Vĩnh thừa nhận từ hành vi này dẫn tới liên tiếp các hành vi khác dẫn tới sai phạm. Đây là lỗi rất nghiêm trọng để Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương thực hiện hành vi sai phạm dẫn tới hậu quả của vụ án hết sức nghiêm trọng. Bị cáo Vĩnh nói, ngay từ buổi cung đầu tiên, tôi đã nói điều này, đây như lời tự thú của một người từng là chỉ huy đã tự thú ngay với cơ quan điều tra. Tiếp tục nói về văn bản không số do Nguyễn Văn Hóa trình, bị cáo Vĩnh cho rằng mình chỉ ký hợp thức hóa, bị cáo đã nộp các tài liệu cho cơ quan điều tra để làm sao hợp tác với tinh thần tốt nhất, với trách nhiệm của mình để làm sao sớm chứng minh được vụ án. Bị cáo tiếp tục, trong phiên tòa sáng nay có luật sư nói có hai quan điểm cần được nghiên cứu chứng minh tội lợi dụng chức vụ gây hậu quả ở đâu. Trong hậu quả có hậu quả phi vật chất. Nhiều lần tôi đã nói, hậu quả vô cùng nặng nề, không chỉ cho hôm nay mà còn rất nhiều thời gian nữa mới có thể hết hậu quả của vụ án này xảy ra với các gia đình, đó là điều hết sức đau xót, hết sức hối hận. Chưa kể thực tiễn, việc xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về an ninh mạng, không có tiền của bộ, bộ mới có chủ trương mà chúng tôi đã làm, tôi đã ký quyết định này. Tôi đã mang con ong vào trong tay áo, không những thế còn đưa cả một đàn ông, một tổ ong vào trong tay áo của mình, đó là điều hết sức nghiêm trọng. Tôi đã hết sức chủ quan, trách nhiệm lỗi lầm đó thuộc về bản thân tôi. Nói về vấn đề chỉ huy cấp trên và cấp dưới, bị cáo Phan Văn Vĩnh khẳng định khi cấp trên đã có chỉ đạo và yêu cầu thì cấp dưới phải phục tùng nghiêm túc. Nhưng khi cấp trên đã có bút phê tại công văn
1155, nếu Nguyễn Thanh Hóa bằng lòng và chỉ đạo sát sao thì đã không để hậu quả xảy ra, nếu có hậu quả xảy ra thì kịp thời bị phát hiện. Một lần nữa, cựu Tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh xin nhận khuyết điểm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân về sai lầm của mình, bị cáo Vĩnh nói. Tôi biết ở đâu đây, dù không thể hiện bằng ý chí, nhưng những cái sai chồng cái sai dẫn đến hậu quả này, tôi nghĩ dù mọi việc ra sao thì quyết định sai lầm. 1155 là cái gốc của mọi sai lầm dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Khép lại phần tự bào chữa của mình, bị cáo Phan Văn Vĩnh xin hội đồng xét xử xem xét cho mình được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Mong Đảng, Chính phủ, ngành công an, bạn bè, đồng sự và nhân dân tha lỗi, bị cáo Phan Văn Vĩnh nói. Xin hội đồng xét xử xem xét cho tôi được hưởng chính sách hình sự ưu việt của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài gửi lời xin lỗi hội đồng xét xử, xin lỗi các bị cáo và gia đình của họ, bị cáo Phan Văn Vĩnh còn nói, tôi rất mong Đảng, Chính phủ, ngành công an, đặc biệt là nhân dân hãy tha thứ cho tôi. Khi được hội đồng xét xử hỏi bị cáo còn đề nghị các luật sư tranh luận với đại diện viện kiểm sát nữa không, bị cáo Vĩnh đề nghị các luật sư không tranh luận, đối đáp với đại diện viện kiểm sát nữa. Đối đáp lại, đại diện viện kiểm sát cho rằng bị cáo Phan Văn Vĩnh đã nhận lỗi lầm của mình và sẽ đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ này. Đại diện viện kiểm sát nói, chúng tôi ghi nhận bị cáo đã thành khẩn khai báo. Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc trở lại vào 7:30 sáng ngày mai 24 tháng 11.